Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt số điện thoại báo động và cài đặt kiểu gọi khi có báo động. Thì đầu tiên mình sẽ nhập mã lập trình là 668, sau đó nhấn OK. Để cài đặt số điện thoại thứ nhất, các bạn sẽ nhấn lệnh 101, nhấn OK và mình sẽ nhập số điện thoại mình vào. Sau đó các bạn sẽ nhấn OK. Để xóa số điện thoại, các bạn sẽ nhấn quay lại và nhấn OK. Thì là số điện thoại mình đã được xóa thành công. Sau đó các bạn sẽ nhấn quay lại. Để cài đặt số điện thoại thứ hai thì các bạn sẽ nhấn lệnh 102 và nhấn OK cho đến khi các bạn cài đặt đến số điện thoại số 8. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt kiểu gọi khi có báo động. Các bạn sẽ nhấn lệnh 109, sau đó nhấn OK. Ở đây của mình sẽ có 8 dãy số tương ứng với 8 số điện thoại khi có báo động. Thì để cài đặt gọi điện thoại thì mình sẽ nhấn số 3. Các bạn muốn nhắn tin, mình sẽ cài đặt số 4. Ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt 4 số đầu là gọi điện, là mình sẽ nhấn 4 số 3. Và 4 số sau mình muốn tin nhắn thì các bạn sẽ nhấn 4 số 4. Sau đó các bạn sẽ nhấn OK. Và bây giờ mình sẽ nhấn giữ để thoát ra ngoài. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách cài đặt số điện thoại báo động và cài đặt kiểu gọi khi có báo động. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Xin chào và tạm biệt.